Xin chào mọi người Xung quanh việc lùm xùm giữa Corbett uh, và Johnny Đăng uh, Chúng ta đã thấy câu chuyện đó Nó đã đánh rõ, rõ ràng Và Vương Phạm đã lên tiếng tối hôm qua Và khi đã xác nhận Câu chuyện là Johnny Đăng Đã có sự uh, gian dối Khi mà đã uh, Lấy cái số tiền ảo Của Corbett Khi Corbett đã đầu tư Và đưa uh, 100 ngàn Tiền uh, thật 100 ngàn mỹ kim tiền thật để mua số lượng tiền ảo và khi số tiền ảo đó nó tăng giá lên thì cho à, đi đặng có thể là đã nảy cái lòng tham và đã muốn hưởng cái số tiền ảo này và trả lại cái số tiền thật mà à, Corbett đã đầu tư. À, Câu chuyện là à, Vương Phạm đã xác nhận nhưng mà à, cái việc mà một du học sinh như Corbett đã à, mua và đầu tư. Tuyên ảo như vậy có hợp pháp ở bên Hoa Kỳ hay không? Như một cái comment này chẳng hạn của bạn Romeo Phạm khi đã comment như thế nào. Trong vòng 30 ngày nữa, Sở Di trú Mỹ sẽ làm việc với Corbett về vấn đề thu nhập trên đất Mỹ trong lúc đang du học. Và có thể Corbett sẽ bị phạt và trục xuất khỏi Mỹ bởi vì trong thời gian cư ngụ chưa quá 6 tháng mà Corbett đã có thu nhập từ YouTube. Bằng nghĩa với việc lao động bất hợp pháp. nếu như Vương Phạm đưa khuyên cho Johnny Đặng là hãy đưa ra lời xin lỗi đối với à, uh, Corbett và Corbett chỉ cần một lời xin lỗi thôi. Tuy nhiên nếu mà Johnny Đặng không xin lỗi mà dùng những cái thủ đoạn khác như trong cái comment này của Romeo Phạm tố cáo với sở di trú về việc à, uh, là một du học sinh mà sở hữu uh, mua bán tiền ảo và có thu nhập chẳng hàng thì nó có rắc rối và do kho bớt và kho bớt có khả năng bị trục và sở chú trục xuất về Việt Nam hay không? Câu trả lời là không. Nếu trong cái điều luật mà du học sinh qua khi mà đang du học ở Mỹ thì du học sinh không thể làm việc quá 20 tiếng và chỉ được làm việc trong uh, trường học mà mình đăng ký học hoặc là đi thực tập tại một số công ty những nơi mà trường chỉ định còn việc có có mua bán trao đổi đồng đồng tiền ảo là đồng trong trường hợp này là của à, cho đi đặng là đồng DBG thì có hợp pháp hay không hay là mua bán trao đổi và có thu nhập thì yes là hợp pháp Hoa kỳ cho phép tất cả những sinh viên à, đang sở hữu visa du học mua bán tiền ảo mà không có bất kỳ về trở ngại về pháp lý nào du học sinh chỉ có không thể à, mở là một cái công ty hay làm việc cho một công ty với một cái visa f 1 nhưng về tiền ảo thì du học sinh có quyền mua bán giao đổi và có thu nhập về đồng tiền ảo và nếu đến điều duy nhất gì nhắc nhở cho Corbett nếu Corbett có thu nhập về những vấn đề đó thì Corbett phải tìm đến tư vấn một công ty về thuế chuyên về thuế để báo cáo về cuối năm báo cáo những cái thu nhập đó đối với sở thuế Hoa Kỳ. Đó là một cái lời khuyên cho kho Từ vị chú. Vì nếu mà du học sinh mình có thu nhập vào những cái vấn đề đó. Chẳng hạn như tiền áo. Thì mình phải báo cáo cho hay bất kỳ vấn đề nào khác mà có thu nhập. Không phải là lao động. Như trong trường hợp là du học sinh không được lao động ngoài À, trong khuôn khổ trường học đó rồi, hoặc là những đi thực tập những nơi mà chỉ định của trường học thì không được uh, lao động bên ngoài uh, thì uh, trong trường hợp bớt có có uh, có có thu nhập từ tổng miệng ảo chẳng hạn nếu mà đứng đứng tên của Khorbet chẳng hạn còn uh, nếu mà làm kinh doanh hay gì đó mà Khorbet đầu tư dạng như là đưa tiền cho Vương Phạm để Vương Phạm, Vương Phạm làm nhà đầu tư vào và vào, vào, nhà hàng thì vương phạm đứng tên thì không có vấn đề về pháp lý ấy đó là sự tin tưởng của Corbett và vương phạm còn vấn đề về về về, về tiền ảo thì nếu thực sự uh, johnny đặng có muốn phản đồng kho về vấn đề là tố cáo kho là uh, là một du học sinh mà uh, buôn bán thương mại trao đổi đồng tiền ảo và có thu nhập thì đó không phải vấn đề mà cho nền có thể phản đoàn được Korbz, mà chỉ có lời khuyên cho Korbz là nếu có thu nhập thì phải báo cáo với sở thuế Hoa Kỳ, thì đó là điều mình phải làm đối với nếu mà mình ở ở Mỹ hoặc là mình có ở ở bên nước ngoài, một công dàn nhưng mà mình làm mình có thu nhập từ những công ty của Mỹ mà mà những ông Mỹ đưa ra những cái bảng tax day night về khai thuế cho người ở bên ngoài thì mình cũng phải À, xin một cái số ITIN cái đó là số ITIN là số mã số thuế mã số mã số thuế cho của của sở thuế cung cấp cho những người có không phải là công dân à, hay thường chủ nhân Hoa Kỳ mà những à, người mà có thu nhập và khai báo đối với thuế mà ở bên ngoài hoặc là không phải du học sinh chẳng hạn đó đây là một vấn đề rất rõ ràng là như các bạn Romeo nói là sở sở chú à, trong 30 ngày là Uh, sẽ xem xét về những thu nhập của bớt và bớt sẽ bị trùng thuốc là không có cơ sở và uh, suy diễn đó là một cái thông tin từ vị chú đưa ra cảm ơn các bạn theo dõi và xin các bạn nhấn nút subscribe chia sẻ và ủng hộ cho vị chú cũng như ủng hộ cho tinh thần cho vực Hobart uh, cảm ơn các bạn xin chào